Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp của tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Con muốn hỏi nếu trong cuộc sống mình gặp những điều bất công, gặp kẻ cướp giật, kẻ xấu bất công xã hội thì nên khâm nhẫn mà bỏ qua, vì họ làm việc xấu là nghiệp của họ, hay mình nên chống lại? Cái này nó có nó còn tùy là chúng ta có khéo tác ý hay không. Có khéo tác ý hay không có nghĩa là chúng ta có khéo suy tư hay không. Thứ nhất là chúng ta có được pháp luật bảo vệ hay không. Cái này sư đang nói sự căn cứ theo tạng luật ha. Chúng ta có được luật và pháp bảo vệ hay không? Nếu như chúng ta được luật và pháp bảo vệ đó, thí dụ như người ta cướp tài sản, thí dụ như người ta cố ý gây thương tích, thí dụ như người ta giết người, thì chúng ta nên nhờ cậy sự giúp đỡ của pháp luật. Và cái chuyện á, cái chuyện mà sử dụng cái pháp luật đó, chúng ta nên suy tư là để cho con người này họ ý thức được cái lỗi của họ, để họ biết được lỗi lầm và họ có cơ hội họ chấm dứt cái ác nghiệp họ tạo. Chứ còn nếu như mà họ, thí dụ như họ cướp tài sản của mình, họ cướp tài sản một người không nói, họ cướp tài sản hai người không nói, họ cướp tài sản 10 người không ai nói hết, thì nó sẽ là cơ hội để họ tiếp tục họ tạo các ác nghiệp. Cũng vậy ở trong tăng đoàn, khi mà một vị phạm giới, phạm một cái giới đó, thì tăng đoàn chư tăng có trách nhiệm đưa vị tăng ấy, đưa vị tỳ kheo ấy, đưa ra cái hội chúng hành tăng sự. Để chi? Để cho vị đó có nhận biết được cái lỗi lầm, để cho vị đó có cơ hội sửa chữa đó, và để cho vị đó thoát khỏi cái tội đó, chứ không phải là để nhằm mục đích là phải trừng phạt vị đó. Trừng phạt thì không phải trừng phạt, mà để cho con người đó nhận thức được họ lỗi lầm, nhận thức được lỗi lầm của họ, và họ có cơ hội để mà gỡ cái tội đó ha. Thì cái cách cư xử ở ngoài cũng vậy, chúng ta có thể đưa cái con người đó ra trước pháp luật, để cho pháp luật sẽ giải quyết họ, để cho họ nhận thức được là họ đã làm sai, và họ có cơ hội họ gỡ cái lỗi đó của họ. Nhưng mà Đức Phật á, có dạy một cái vị tỳ kheo á, khi mà chỉ lỗi đó, thì vị đó phải là một người có tu tập, chứ không phải là muốn chỉ lỗi là chỉ lỗi. Thứ nhất, vị đó không bị ảnh hưởng bởi những cái pháp thiên vị, có nghĩa là vị ấy không bị ảnh hưởng bởi tham, vị ấy không bị ảnh hưởng bởi sân đó, vị ấy không bị ảnh hưởng bởi si, vị ấy không bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi đó. Rồi vị ấy kết tội, có là vị ấy đưa ra trong một cái sự khách quan, chứ không có đem cái bản ngã của mình vào đó đó. Rồi vị ấy phải là một vị trong sạch, có nghĩa là không có mắc cái lỗi tương tự, nó không có mắc cái tội tương tự đó. Rồi chúng ta còn nhớ đến những cái pháp nữa, đó là gì? Đức Phật dạy đó, khi mà một vị tỳ kheo phạm lỗi đó, thì anh chỉ có quyền, thứ nhất là nhắc nhở đương sự ha. Thứ hai là đưa việc đó ra hội chúng tăng để mà xử lý, chứ anh không được phép tấn công vị đó, chửi rủa vị đó, anh không được phép kể lỗi vị đó cho một người khác, mà anh chỉ được phép đưa vị, một là anh nhắc nhở cá nhân vị đó, hai là anh đưa vị đó đến cái hội chúng để hội chúng xử phạt. Ở thế gian cũng vậy, nếu như quý vị thực hành được thì nó rất là tốt. Có nghĩa là gì?
Một là chúng ta nhắc nhở đương sự để người ta biết là anh phạm lỗi và tôi biết anh phạm lỗi. Thứ hai là chúng ta nhờ sự can thiệp của hội chúng, có nghĩa là pháp luật đó. Chứ chúng ta không nên, không được phép, không có quyền chỉ trích cá nhân. Sư thấy cái chuyện chỉ trích cá nhân nó rất là nhiều trong xã hội này. Ví dụ như người ta trộm cướp, người ta giết người, người ta phá hoại tài sản, người ta thậm chí là người ta làm kẻ thứ ba chẳng hạn. Chúng ta cứ đè đầu người ta ra, chúng ta chỉ trích, cái chỉ trích đó là sai. Mà chúng ta chỉ được quyền đem đương sự ra, ra gì? Ra cái cơ quan thực thi pháp luật để họ giải quyết chứ. Đó. Thì cái cách đó là cách xử lý trong tăng đoàn và quý vị có thể áp dụng ở trong xã hội. Cái nữa là chúng ta cư xử bằng một cái nội tâm từ. Chúng ta cư xử cho bằng cái tâm từ để cho, nhằm mục đích là để đối tượng hiểu được cái sai của họ và để họ có cơ hội họ gỡ tội. Chứ không phải là chúng ta để chúng ta trừng phạt, để chúng ta trả thù, để chúng ta hả cái tôi của chúng ta, thì nó không phải. Ngoài những trường hợp đó ra, thì nếu như chúng ta buông bỏ được thì chúng ta buông bỏ. Chúng ta nên nghĩ đến cái hạnh của các cái vị thánh nhân. Khi mà các vị đó trên con đường hoàn thành cái ba la mật, các vị đó nghĩ là bản thân cái lòng nóng giận đó, bản thân cái sự nóng giận đó đã sai rồi. Không cần biết người ta làm cái gì với mình, mà bản thân mình khi mình phiền não là mình đã sai rồi. Khi mình nóng giận là mình đã sai rồi. Cho nên vì giữ cho cái tâm của mình được thanh tịnh, được trong sạch, đó là điều đáng quý hơn là để cho một cái nội tâm hận thù, ô nhiễm nó che khuất mình. Thành ra nhẫn nhịn, bỏ qua. Và nếu như đương sự, có nghĩa là cái người mà chèn ép mình, họ ức hiếp mình, họ cướp đoạt của mình, rồi họ làm hại mình á, nghĩ rằng ai cũng như vậy, ai cũng như mình, họ áp dụng những cái tội ác đó, họ áp dụng cho người khác, thì người ta sẽ trừng phạt họ, và như vậy mình sẽ được giải thoát. Đó là cách xử sự thứ hai của các cái bậc hiền triết. Nhờ các vị đó suy nghĩ như vậy mà các vị đó sống không có hiềm hận. Có nghĩa là nếu như chúng ta không áp dụng cái cách mà trong tăng đoàn mà xử sự á, thì chúng ta có thể học cái cách của các cái vị Bồ Tát xử sự. Đó. Đó là chúng ta nhẫn nhịn, chúng ta bỏ qua hết, tha thứ hết. Và khi mà nếu mà đối tượng đó họ tiếp tục họ tạo các ác nghiệp đó đối với người khác, thì chính những người khác đó sẽ xử lý họ và họ sẽ trả cái quả báo cho cái hành động họ đã làm, và mình được giải thoát, mình không có liên quan.